đi rồi không ngừng trộn cho mọi người coi nha. Không cần nói đi. Chị chào, xin cùng nói đi. Chào mọi người. Không cần nói đi. Chào mọi người. Sao có mệt vậy? Hôm nay không cần làm. À, bánh nhân trộn với mẹ nha. Trộn này làm ở nhà luôn, nó an toàn mà nó vệ sinh hơn, nên là mọi người mà
ăn thì tự làm. Mình ở bên này thiếu rất là nhiều gia vị á, tạm tạm thì là nó giống cái vị Việt Nam, nhưng mà mình nghĩ là nó ngon hơn tiệm nhiều.